Tôi tên là Bảo, năm nay đã sang tuổi 64. Tôi ở Bắc Giang. Tôi bị bệnh gút, năm nay đã sang năm thứ 14 rồi. Đầu không biết, đi chữa rất nhiều thuốc, nhưng sau khi đi khám thì kết luận là bị gút mãn rồi. Thời kỳ đầu thì tôi có dùng thuốc tây, nhưng mà sau thấy cũng rất nhiều tác dụng phụ. Và sau đó thì tôi cũng đi rất nhiều nơi để lấy các loại thuốc nam, như là lên Lạng Sơn, lên Thái Nguyên, lên Tuyên Quang, lên Yên Bái, sang Bắc Ninh, nhưng mà gần như nó cũng chỉ có biểu hiện thuyên giảm chứ cũng không thấy khỏi. Đấy, thế đây độ đôi ba năm gì đó thì tôi tình cờ được nghe người giới thiệu Hà Thống Phong. Thế và từ đó thì tôi dùng Hà Thống Phong, thấy là bệnh tình là như vậy là thuyên giảm và rất là ổn. Nhiều hôm cũng thả ga ăn cả những loại mà gút kiêng ấy. Đấy. Thế thì cách đây độ một tháng thì tôi lại bị đau chân. Đấy. Biểu hiện của tôi đó là đau ở hai cái cổ chân ấy và ngón chân cái. Thế thì hôm đấy tôi lại định lấy tiếp thuốc Hà Thống Phong, mà nhà thuốc có tư vấn cho tôi là nên đi khám lại đi. Thì tôi ra bệnh viện thì người ta kết luận của tôi là chỉ số acidic này dưới mức cho phép, chỉ có hơn 300 thôi. Đấy, và kết luận là viêm khớp và thoái hóa khớp chứ không phải do gút. Thế và lúc đó thì đây Hà Thống Phong này tư vấn cho tôi và tôi đã mua mấy cái hộp này. Vậy đấy, uống hết một lần, tức là hai hộp này rồi. Bây giờ đang bắt đầu mới lấy hộp thứ hai. Thì tôi thấy rằng là bệnh tình này cũng ổn. Như vậy là không biết mọi người thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là cái thuốc Hà Thống Phong thì tôi thấy cái thuốc này là tốt và cái phong kiến thấp này cũng tốt. Tôi nghĩ rằng là do cơ địa của mọi người nên gặp tư vấn. Nhưng mà tôi thấy với cá nhân tôi là bệnh gút là tốt, bệnh khớp là tốt, Hà Thống Phong và phong kế thấp. Xin cảm ơn.